tan chảy khoảnh khắc cặp song sinh bị tách ra khỏi khi mới chào đời lần đầu gặp nhau. Khoảnh khắc lần đầu gặp nhau của cặp song sinh sau 27 ngày bị tách ra từ khi mới chào đời khiến người xem tan chảy. Khi thai mới được 28 tuần 5 ngày, bà mẹ trẻ Anna Lê, Victoria, Australia đã buộc phải sinh mổ do phát hiện tình trạng thai nhi đang nguy cấp. Hai bé gái song sinh Olivia và George khi chào đời ở trong tình trạng rất yếu, theo An và chồng cô là Jason. Theo An và chồng cô là Jason cho biết đây là cặp song sinh Momo, tức là monoamnionic, monomotoric, tức là cặp song thai cùng chia sẻ với nhau một nhau thai và túi ối. Sau khi chào đời ngày 26 tháng 1, hai bé sơ sinh lập tức được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh của Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia Melbourne, bị tách ra để chăm sóc. Mãi đến khi được 27 ngày tuổi, George và Olivia mới được đoàn tụ. Vừa gặp nhau, dù dây dợ vẫn còn quấn khắp người, cả hai bé đã quấn quýt lấy nhau như thể chưa từng bị chia cách. Hai bé vươn tay về phía nhau, ôm nhau rất tình cảm. Bà mẹ An Lê chia sẻ, hai bé bị tách nhau ra một thời gian quá dài, nên tôi hơi lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra khi chúng được gặp nhau. Nhưng khi Joe nhỏ bé vươn bàn tay tí xíu qua lưng người chị gái, tôi cảm giác thời gian như ngừng lại. Trong giây phút ấy, mọi thứ thật hoàn hảo. Cùng chúng tôi ngắm một số bức ảnh ngọt ngào của hai bé gái sinh đôi này nhé.